Ồ, giáo chủ gì kỳ ta, chuyển lưng thánh dương gì còn ca ca rồi nữa. Thì cái đó là do mình chấp, thì phải coi lại bản thân của mình. Chứ còn việc này thì không có đóng kịch, nói làm sao là vậy. Còn mấy thầy đóng kịch giỏi, màu áo với âm thanh nữa thì cứ chạy theo đi. Thì địa ngục với thiên đàng lúc nào cũng là tự nhiên, thiên nhiên và từ tâm, lời thật việc thật, nói từ tâm. Còn địa ngục lúc nào cũng cần phải có mỹ từ đủ không? Nếu không có mỹ từ sao gạt được dân năm 70 năm nay? Nên mấy đứa đệ tử họ thiên trên thế giới á, đừng có cái nào clip nào trong nội bộ của mình vui vui á, bớt post lên, nhất là ca đó. Chứ giờ không lẽ sư phụ ngồi gặp mấy con cứ làm gì vậy? Thông tin nhiều lúc thiên đình có chuyện thì sư phụ thông tin. Còn có những từng đâu phải thiên đình lúc nào cũng có news về đâu. Còn news của thiên đình á, người ta nói là xảy ra trong vòng 3 tháng tới 6 tháng. Bao nhiêu chuyện này nói đều trúng hết á. Chuyện này anh tập qua còn dẫn nhóc con của hy sinh cách đây 10 năm trước. Bởi trên cho sư phụ cho Kiệt biết, sau này Hun Sen là tội đồ dân tộc của Khmer, nước cờ nước Miên thành nước Việt, à, nó tội đồ. Tự nhiên bữa nay đi qua kè kè bên Ách Tập để làm gì biết không? Ê chậm, tao đem thằng thằng cháu ghẻ của tao ra đây, mày cà chớn, tao kêu nó đâm ngang hông mày trước, ở trên tao tiểu xuống lên đầu mày. Tức là đem theo để hồ phải không? Bất trọng đâu ngu của đó, cứ ngoại giao rồi thấy trong hình nó uống rượu đỏ rồi chia chia rồi. Còn tự nhiên á, năm 7 năm nay tập chưa bao giờ nói cái câu là chúng ta cùng chung số mệnh, giống như đi chăn trấu vậy đó, sắp chết á, chết chung á, gọi là cờ tàn tính đường để xe. Cái này việc nói lâu lắm rồi, rồi tiền thành tiền giấy, bây giờ mấy ngân phiếu Sài Gòn đó, bao nhiêu chuyện này nói chuyện là chúng 99% 90%. Cái cuối cùng hôm nay chúng là hôm nay là Biden sắp sửa bị lại cũng trúng rồi, hai con mẹ đàn bà mà sắp sửa lôi ra hạch tội đó, ăn hiếp ông Trump á, rồi ông Trump quay lại. Tại vì thế giới đang điên, mấy thằng điên điên như ngủn phải không? Lúc đó thì hù bom nguyên tử, điên điên như Putin đi lấy nước người ta, rồi nói là người ta ăn hiếp mình. Quý vị nói, quý vị trên trời nói, trên thế giới này á, cái chuyện nhỏ học đậu phộng cả và cả cái chuyện lớn cộng sản đều nói láo hết, cái gì họ cũng nói láo hết. Ngày mai á, mà Trung Cộng hay là Việt Cộng hay là Bắc Hàn hay là Putin á, nhảy đạch đạch chết á, nó cũng nói nó mạnh nữa. Còn chính trị á, là trò chơi nít 2 tuổi 3 tuổi, mấy con cứ ấy đi. Nhiều lúc chúng ta mà là thật tình hơn họ nữa. Thì có mấy thủ lãnh điên ở trong ba cái thế lực ác của quả địa cầu này, thì ở trên mới cho có một người tánh khí như kiểu ông Trump vậy, làm tổng thống không đồng. Còn nước Việt sau này là nước cường quốc, thì Đức Thầy mới với cha mới cho Thiên Tấn Kiệt này xuất hiện, cũng là sáu không, không danh không lợi không vận động nguyên quỷ không. Rồi mới cho cái đạo Thiên Tâm vô nước Việt. Thì nước Việt đã được bề trên đã chọn rồi. Thì từ đó 6 triệu người á, mới đi khắp hải ngoại. 6 triệu người này 10 năm sau sẽ đẻ ra ít nhiều á, cũng là mấy chục triệu. Thì cứ đi đi về về để mà lo cho một cái tổ quốc, quê hương của mình hùng cường giàu mạnh. Cái chất xám nó quan trọng hơn là tiền đô la nghe. Giống như mình cho người á, mình cho cây cần câu chứ không cho con cá là vậy đó, cái câu câu hoài vậy đó. Cái chất xám là vậy, 6 triệu trên hiền nó quan trọng hết, là một cái tài sản cực kỳ quý báu vô giá. Mà người Việt Nam mình là người được hồng ân của bề trên ban thưởng trước 75, những cái bài sấm cơ ra đời đâu có ai biết là chim hiền về tổ, bao nhiêu bài sấm cơ của Kiệt đọc trên mạng hết, toàn là chim không bay về không. Lúc đó mình còn trong nước, mình đâu có đi vượt biên, mình đâu có làm gì đâu, Kiệt còn ở bên đó mà. Hôm nay chúng hết tất cả
chúng ta như là một cuộn phim đã đóng rồi, phim đã xong rồi, chẳng qua là mình đang coi tới khúc nào thôi và tới đoạn nào thôi, chứ cái cuối cùng của cái cuối cùng là những gì Kiệt nói 5 năm nay ông Trạng Trình nói là chúng bất chiến tự nhiên thành. Cái câu đó nó có nghĩa ngày hôm nay luôn là nước Việt Nam sẽ thay đổi thành nước Việt Nam mới một cách rất là mầu nhiệm, không có đổ giọt máu, cũng không có hận thù, cũng không có tốn nhiên đạn. Có một lần hồi đó có một clip Kiệt nói là chiến tranh nó khởi xướng từ Trung Đông, thì bây giờ nó khởi xướng từ Trung Đông rồi đó, rồi nó sẽ lan qua Á Đông. Thì coi lại năm 2018, nhớ là mùng 3 Tết ngồi ở lần đó. Trên đời này chẳng ai mà tiên tri mà lỗi lạc như Thiên Long Sơn này. Nói chút, không phải là mấy trăm năm nha, mà nói chuyện sanh tử không á, chuyện mà nếu mà người mà chịu khó ngồi nghiên cứu á, là cái nước Việt mình là thuộc về cái nước bây giờ gọi là siêu ngu, tại vì bị Cộng sản nó nhồi sọ 50 năm. Chứ gặp như mấy thằng Mỹ mà nó nghe được tiếng Việt Nam này, trời ơi, nó đưa Kiệt lên đầu đội. Còn Việt Nam mà nó nghe người khôn thì gầu lo, còn người ngu thì ngưỡng đầu cười á, là nước Việt mình á, đa số. Không có hiểu, bởi nhiều lúc buồn mới ngồi than. Tại Kiệt thường thăm mấy vị trên trời lắm, buồn buồn á, ngồi là thăm. Thì nói tự gì con chọn xuống trần để chịu khổ, mà sao lại lựa vào một cái quốc gia gì đâu mà tan nát hết, không có đoàn kết. Hải ngoại cũng bị Cộng sản Kim Cương nó phá nát hết, Kim Cương nằm vùng á, đậu hũ ở đây rồi nồi cám heo ở Nam Cali, không có chỗ nào gọi là yên ổn đoàn kết á. Còn thầy thì chẳng có thầy, toàn là mặc áo vàng thôi, quá trời luôn. Người kia mới gì mới nói hồi xưa Chúa cũng vậy, phải đầu thai vào quốc gia, không có tin thì mới bị đóng ba cái đinh. Nhưng mà bây giờ coi, nó mới loan truyền khắp thế giới, thì con cũng vậy á, sau này đạo Thiên Tâm của con sẽ loan truyền khắp thế giới, sẽ thống nhất thế giới mà. Đạo Phật không thống nhất được, Công giáo cũng vậy. Cho nên chữ Thiên Tâm sau này là cái thân cây là Thượng Đế, chúng ta chỉ thờ độc giác thần là thờ Thượng Đế. Rồi mình học Tam Đại Tạng Kinh, học Phật, thì chúng ta thoát luân hồi sanh tử. Có một cái là hôm nay cái đạo Thiên Tâm ra đời tại núi Thiên Long Sơn này, thì có 36 tầng trời và Thiên Long Bát Bộ, các vị gia hộ, thì ai đeo dấu Thiên Tâm thời nay sẽ vượt qua những cái buồn bực, trầm cảm, về những cái xui xẻo gì đó đều vượt qua hết. Thì hôm nay cái đạo ra đời, chỉ cần quay về hướng Đông Bắc xin cha rồi gì đó đại khái, thì nói con hôm nay con quy thuận với cha, con tên là Thiên Phú Trọng, con làm Gorbachev, đại khái gì nó muốn làm gì cứ hứa hẹn đi, phải không? Tại vì mình phải có nguyện lực giống như Phật A Di Đà 18 nguyện lực, con thuận thiên để đưa dân tộc Việt Nam thoát cảnh nghèo đói khổ. Trời ơi, cha ở chỗ nó vui liền, chứ còn đó mà lo túi riêng với lo sân trước sân sau riêng của mình không. Mấy cái người mà đảng viên Việt Nam không có đáng ghét nha, họ đáng thương là tự do không có hiểu. Còn mấy cái thằng ở hải ngoại mà HO hải ngoại mà Kim Cương hải ngoại á, mà nằm dùng mà phá hội đoàn này nọ đó, mấy thằng đó nó lãnh bao thơ á, mấy thằng đó nó mới là gọi là mất xác mất hồn mà nào cũng hay á. Với tội nghiệp 200.000 đảng viên mà ra hải ngoại mà nằm dùng á, cứ tưng lịnh nó bển không à, ở bển kêu làm gì bên đây quậy cái đó, chứ không có biết mình đang làm chuyện gì nữa, thì làm theo lệnh mà. Nhưng mà kêu đi chết á, cũng đi chết nữa. Còn bên kia là thuận thiên rồi, kia bây giờ nhiều người trong đeo dấu này lắm, từ ông nhỏ tới ông bự. Chuyện này cũng phải đeo nữa đó, tại đi đâu ban đêm á, cái dấu này á, mấy vị thấy ma quỷ nó thấy á, nó cũng nể một chút, nó cũng xá. Nó xá thôi là nó không có tới để mà nó nhập vô mình, để mà mình làm chuyện khùng rồi. Nên đeo đi. Kiệt chỉ là người truyền tin hiểu gì, Kiệt không phải là thầy, cũng không phải thầy Pháp, thầy Bói, thầy Tăng, thầy gì chứ. Kiệt chỉ là người truyền tin của cái Đệ Tam Thế Chiến. Đó là Kiệt nhắc lại 5 năm nay nhiều lần nói vụ này rồi. Kiệt cũng chẳng nằm trong ngũ đại truyền thừa,
cũng không có sanh ra nhà Dương giả, cũng không có tu trong tự viện tự tu của nhà, tự hiểu biết về Phật pháp, vì những tiền kiếp của Kiệt đã là Phật rồi, có 26 bông sen rồi, đã tái sanh vào quả địa cầu này rất là nhiều nhiều nghìn năm, mấy trăm nghìn năm rồi. Hôm nay những cái kiến thức nó đã đi từ cái lại gia thức, cho nên năm 2017 á, có biết nhiều building người nhân viên đầy đủ, tự nhiên đêm sát thức dậy lấy cái building ra hãng xưởng đang làm á, ngăn làm đôi, rồi cái thỉnh tượng Phật tu, rồi cái từ đó cũ nổi điên lên mới không, nó quậy cả năm trời, rồi cuối cùng mới ra được cái chùa. Rồi hôm nay lúc đó tài sản chia cũng lấy cho hết mấy thầy rồi lo đa đạo, không có ai làm chủ của Mỹ mà tự nhiên đêm thức dậy làm chuyện đó. Ngày hôm nay làm nhiêu tiền cũng lo cho cái núi này để lưu truyền nhiều nghìn năm. Trong cái thời buổi kinh tế khó khăn không có tiền mà cũng mới vừa mua cái Thiên Long Thổ biết nhiêu triệu á, mua bằng tiền mặt không á, làm đạo là tiền mặt không, không có nhà băng gì trên á, để lại cho tất cả các đệ tử họ Thiên sau này để bảo quản. Tại vì khi mà sau này cái núi này á, mấy vị nói là cả tỷ người sẽ kéo về đây khi mà họ hiểu ra chuyện. Hôm nay mình chỉ có chấm 1/1 triệu người hiểu được, còn ngoài kia cái phần trăm cả 99.9% họ đâu có hiểu, mà họ hiểu nhiều bây giờ mình cũng mệt á, tiếp đâu có nổi. Hiểu ít vậy đó, lên clip lâu lâu từng nói chuyện chút chút vậy nè, để mà nhắc nhở mọi người là nước Việt trong những ngày kế tiếp sẽ có hạn hán đói, rồi sẽ có nhiều cái khổ tiếp tục, khổ cộng thêm khổ, người nghèo thành ra người chết đói, người trung bình thành ra người nghèo, người đại gia thành ra người mắc nợ, người không bệnh thành ra người bệnh, bác sĩ không ăn hối lộ vì cuối cùng cũng không còn là giữ lương tâm nữa, cũng thành hối lộ. Là tại vì cái xã hội nó đào tạo ra một loạt gì, mình không giống như họ, mình bị đá văng ra khỏi cái sân chơi, cho nên một cái xã hội nó cứ đi như vậy hoài. Thì những cái người nghèo mà đang chết âm thầm trong nước Việt mỗi ngày á, bao nhiêu nghìn người, cũng giống như 4 triệu đảng viên nó làm con số vậy đó. Bữa nay mấy nghìn thằng nghịch thiên bị đột tử thì nó cũng đưa mấy nghìn thằng mới lên, bây giờ không có thằng khôn để lựa mấy thằng dốt vô, miễn sao đủ số thôi. Cho nên càng về lâu về dài á thì đảng viên là càng ngu càng dốt nhiều lắm, tại vì mấy thằng khôn sức mấy mà nó chết cho đảng nữa, nó đâu có muốn làm ô danh của nó, nó đâu có muốn nó xuống địa ngục, chỉ có mấy thằng ngu mới nhào vô thôi. Cho nên càng ngày á, cái số lượng người khôn mà nắm quyền nó càng ít đi. Còn những cái quốc gia tự do phải học đàng hoàng nghe, rồi phải qua West Point nghe, rồi thời Việt Nam Cộng Hòa thì phải có bằng sĩ quan đầu lạc đồ này nọ, tập bắn súng rồi tập này kia. Trời, có nhiều ông lên tới tướng mà chưa từng đi đánh trận, chưa từng mà bắn súng nữa ra làm tướng mà gì đó, và bộ trưởng gì đó, đem 3 cái thuốc của Trung Cộng chích cho mấy đứa nhỏ của mình đó. Nước Việt đã bị mất nước từ lâu rồi, mà chẳng qua là nhờ cái khó người Việt ở Việt Nam của trời Phật đưa hải ngoại quá lớn, cho nên Trung Cộng nó thấy nó muốn nuốt cũng khó trôi á, nó phải nuốt từ từ, không nó phải cho chất độc vô rồi chết từ từ, rồi từ từ cái đồng hóa, từ từ bầu cử để hợp thức á. Nhưng mà đến khúc này cái tự nhiên cái nó nuốt giống như nuốt nai tơ vậy, nuốt cuối cùng rồi còn có cái mỏ cái lỗ mũi thở, bây giờ được trời Phật bắt đầu lôi kéo ra lại, không thể là nuốt trọn vô, ăn rắn nuốt từ từ vô. Trung Cộng đã bỏ lỡ mất 3 cơ hội để mà thắng thế, đó là ngày xưa không có tấn công Đài Loan, tới ngày hôm nay Đài Loan nó phòng thủ, mình nó thêm tứ kim cương gì nữa, bị suối. Rồi lúc mà nhờ, Putin đánh Ukraine cũng không có cùng một lượt đánh, cứ ngỡ đứng ngoài ngó để học, tức là mất cơ hội. Tức là đánh mà đánh hội đồng thì phải đánh sáp lá cà, còn cái thằng kia nó khôn quá thành ngân ngu,
nên cuối cùng á, nó cứ dần dừ rồi cuối cùng thua. Hôm nay thằng Hamas đánh thằng Do Thái, cũng không đánh luôn. Rồi bây giờ Hamas tiêu, là mấy cái thằng khối Ả Rập xung quanh á, thấy trong vòng 8 tiếng đồng hồ mà Do Thái đánh nguyên một cái thành phố, thành bình địa, là sức mạnh của Do Thái ghê hồn lắm đúng không? Làm cho mấy thằng chùm khang quảng hồn, là hết giám binh, nghĩa là bị mất ba cơ hội. Cái thế lực mà chùm khang đó, bữa nay là xong rồi đó, không có dám đánh Do Thái rồi đó, là im chuyện phải không? Mỹ bây giờ không có cần viện trợ cho Iran, cho Israel, cũng chẳng cần viện trợ cho Ukraine nữa. Coi như cái trận chiến này là tạm ổn rồi, bắt đầu chỉ cần tập trung vô cái Biển Đông, sức mạnh vô nữa, đập cái một hai đầu rắn tiêu, giờ còn đầu rắn cuối cùng cũng tiêu luôn. Cho nên bây giờ là cái thế cờ là vậy, từ đó cái thế gian này mới thái bình được, không còn chiến tranh, không còn nạn hung dữ nữa. Những người độc tài ác hay là đi lấn đất giành dân của người ta, đó là lý do tại sao là quý vị thấy là bữa nay bây giờ thằng Liên Xô đâu còn sức mạnh để mà cộng chung với Tàu để mà quýnh Mỹ nữa. Nó lo nó không xong nữa. Cả thế giới này lúc đó Đức Thầy Ngài xuất hiện, kìa con về, 6 triệu chim hiền bay về. Ngoài đó mấy đệ tử Houston ấy, Cali, hay ở Cali, mấy clip ca bớt bỏ lên. Tại ngoài đó nhiều người còn chấp tướng vô phụ lắm. Họ tin cái đạo nhưng mà họ còn chấp tướng, tức là cái nghĩa họ cao á. Cho nên mình muốn mẹ dạy là mình nước nhiều, xương nhiều phải thấm đất. Còn chuyện của mình làm mình hiểu được rồi. Còn người nào đã hiểu sư phụ là một người phi thường thì đã hiểu rồi. Còn chấp tướng thì thôi, mình không cần những dạng đó về trời làm gì. Tại về trời mà chấp tướng không, tiên ở trên trời cũng đánh nhau nghe. Thấy nhiều lúc bầu trời mà mây á, mây nọ đó, mây hồng, mây đen nữa, ở trên đó chúng ta cũng như xã hội này thôi. Là Adula đó, nó cứ đi kiếm chuyện với người của thiên đình hoài. Thì chẳng những gì gọi là trên trời, những gì mà có quyền năng đó, ông nào cũng có vũ khí đó. Rồi với mấy thiên tướng cũng vậy, họ cũng đấu chẳng. Cái có một lần vua hỏi vậy chứ cái thằng Atola nó còn hung dữ sao nợ với trời. Ủa nó có phước lại về trời. Cũng giống như mấy thằng mafia mà nó không, cảnh sát không có lục xét nó, thì nó cũng là mafia nhưng mà nó đâu có bị ở tù. Còn cái thằng bác sĩ đang trị bệnh ấy, mà nó tham nhũng hay nó chích thuốc tầm bậy nó ở tù á, thì cái xã hội trên kia tra xử cũng vậy. Thì cái thằng Atola mỗi lần mà nó đánh như quân của quân trời á, tướng trời đó, là nó không cần suy nghĩ, nó cứ chém. Chém là cái thần hồn là mình đây mình thấy gọi là cái bóng ma đó. Mình có ba cái thể xác nha, cái xác phàm, rồi cái chân, cái trí khôn mình là nó bất diệt, nhưng mà cái thần hồn bề ngoài ấy, vẫn còn đứt cái đó. Cái bắt đầu cha mới cho đầu thai lại lên chức, cũng giống như mình đây mình mất cái xác phàm thì mình vẫn còn cái hồn, nhưng mà cái dạng mà siêu ngu mà của Việt Nam thời nay phụ nói là mất xác mất hồn á, họ không còn nữa, họ sẽ là một cái luồng khói mất vĩnh viễn trong vũ trụ luôn, không có còn đầu thai làm người hay là về trời hay làm thú nữa. Làm thú là có phước, là vì thời nay là giống cái bài thi cuối cùng rồi. Họ cứ hỗn hào, họ cứ sỉ nhục chửi cha hoài, rồi chửi sư phụ nghĩa là chửi cha, tại cha đại diện cho bề trên, mà hỡi mà cứ chống mà nghịch thiên thì biết chừng nào mới dạy được. Thì thôi, thì về trời cũng như ở đây, chúng ta tạo nhiều phước thì lên đó chúng ta làm việc cho thiên đình, có chức có quyền. Còn chúng ta chỉ làm đủ phước để về trời thôi, thì chúng ta sẽ là tiên chúng. Về trển cũng có chức quyền nữa đó, cai quản trong cái xã hội đời sống dưới này. Chú nói chuyện với mấy vị bề trên thường xuyên, chuyện gì không biết thì cứ hỏi sư phụ đi, phụ hỏi lại bề trên, thì bề trên giải thích. Ở ngoài, ở cõi trên trời, nó với trái đất này, nó chỉ có khác nhau là gì, ở trên trời chúng ta
không không có cái gì gọi là khổ hết, sướng không à. Chúng ta không có chịu khó, chúng ta không có chịu nhẫn nại để mà nghe Phật giảng pháp. Còn xuống đây á, vì chúng ta bị gia đình, bị con cái, bị nhiều cái khổ quá, chúng ta mới bắt đầu, khi mà mang bệnh trong người rồi thì bắt đầu mới lên đây đốt nhang lại trời lại Phật, đọc kinh đồ. Thì từ cái đó, nhờ cái thân bệnh, cái thân tứ đại nó vô thường và nó dễ có những cái sân si, nhưng mình nằm ở trong thâm sâu á, là chúng ta đều là con của Phật hết, của cha hết, là đều là từ bi. Cả những cái người ác họ cũng có cái từ bi trong thâm sâu của họ, nhưng mà vì hoàn cảnh xã hội á, làm cho họ che mờ hết. Còn cái xã hội Việt Nam là vì một cái tập thể, cái đảng nó quá lớn, và đồng thời cái tham họ cũng quá lớn, thì từ đó đó làm cho họ quên đi họ là con của Thượng Đế, và họ quên đi họ có cái tâm từ bi. Thì từ đó họ mới bị đọa, có thể bị mất xác mất hồn. Một cái nước Việt Nam sau này, không phải là Việt Nam hiện giờ, mà một cái nước Việt Nam mới sau này sẽ thành hình, tự do dân chủ gì đại khái đi, quân chủ gì đi, nhưng mà không có cái đạo thì một cái nước Việt Nam cũng vẫn hỗn độn, cũng không ai kính nể, và cũng vẫn tham nhũng, cũng vẫn ác như vậy. Cho nên cái quan trọng nhất là cái nước Việt Nam hôm nay có đạo Thiên Tâm, sau này sẽ là quốc đạo, sẽ dạy, sẽ dung hòa đạo Công giáo và đạo Phật trên nước Việt, rồi từ đó mới lan rộng ở thế giới. Thì từ đó tất cả những đứa nhỏ vô trường học đều phải biết chú Đại Bi, đều tại chú Đại Bi làm cho tụi nó là hai cái tâm sáng trí ra rồi, thì nó học thông minh hơn. Thì những cái thế hệ sau này, con cháu của những cái thế hệ này sẽ là những anh tài lỗi lạc không á. Cái đạo nó quan trọng hơn là một cái chế độ mới nha, nên nhớ đó. Còn người hôm nay mà không có thượng thiên mà cứ chửi thiên đức kiệt này hoài đó, kiệt này chỉ sinh được 3 lần thôi, mấy vị tướng mấy ổng nhịn không có nổi. Ai mà xúc phạm chư phụ mấy vị không có nhịn nổi đâu đó, thiệt á. Tại vì bên kia là ta thương chư phụ tôn trọng cực kỳ, chư phụ hy sinh xuống trần, chịu khổ với nhân loại, chịu chung hết, rồi làm những cái hành động không có giống như người thường. Chú đâu còn tham tiền nữa đâu, tài danh sắc thực thị dù đã thời rồi mà, không ham tiền, cũng chẳng ham danh, cũng không ham sắc, cũng không ham ăn, cũng không ham ngủ nữa. Mấy thầy đâu làm được mấy điều này, chú làm được mà mấy đứa biết mà vẫn còn chống thiên, vẫn còn chửi chư phụ, có nghĩa là chửi trên á, thì họ khó mà được cứu. Anh chỉ có cõi Niết Bàn với Đại Niết Bàn, là cõi không có không gian và thời gian, là chỗ của sư phụ ở, tầng 36 là Đại La Thiên, chỗ đó không có không gian. Cho nên trên trời sư phụ khoảng 8-9 tuổi, mà so với nhân loại là cả mấy trăm nghìn tuổi. Con thấy cha mẹ tạo sanh, tạo ra vũ trụ, mà hình của cha mẹ rất là trẻ, người trên đó người ta không có già. Hồi trên đó thì không có già đâu, xuống đây mau già. Còn cõi A Di Đà có thiệt, cõi Niết Bàn đều có thiệt. Cũng giống như giờ con học giỏi, con có tiền, con mở một cái trường đại học Thiên Tiết Mai đi, rồi ai nói ai vô trường đó tôi cho miễn phí học ăn ở nội trú của tôi. Thì Phật A Di Đà cũng vậy, ngài có quyền lực, rồi mấy người mà tu vậy đi về chỗ tôi bảo trợ tôi lo, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cũng vẫn nằm trong cái sự cai quản của cha thôi. Còn thế gian mình không có biết. Mấy ông thầy bây giờ con hỏi tới mấy có giảng sanh là gì, có ai chứng nhận nữa đâu. Thụ là người biết có giảng sanh hay không, về cõi nào thụ biết hết. Mấy ông đâu có biết, mấy ông tu mà mấy ông đâu có tiếp xúc được với bề trên đâu, mấy ông biết. Ông nào ông nói có một cái dòng hầu vàng đen thui à, ông nào mà hên hên lắm, có chú phụ có 7 dòng hầu an, chú phụ tiếp xúc được mấy vị, chú phụ làm bao nhiêu chuyện con không thấy, chú phụ đi đâu mấy ông rồng với mấy vị hộ thể này. Thế gian này chỉ có một người duy nhất có rồng hộ mệnh là đây,
Diễn Luân Thánh Vương. Cô lập ra cái đạo này là chánh đạo. Mà hôm nay mà những người sống trong thời đại thượng mà không nhận ra được thì là con nghĩ là họ có nên giữ cái thân hồn họ làm gì không? Thôi cho tiêu hồn tiêu xác cho rồi đi. Tại vì cứ theo ma theo quỷ không à. Tối ngày cứ chửi cha, chửi này chửi kia hoài. Con nghĩ mấy gì thằng ông thổ địa đó, hay là mấy ông thần xung quanh trong nhà của mấy người đó nghe riết cũng phát nản á. Chửi một lần thì nói gì mấy Phật tử hỗn lắm không biết không? À, cứ binh mấy ông thầy BD chửi cho một tối ngày á. Không phải số đồng là đúng. Nếu số đồng mà đúng á thì con thấy á, cái thế giới này hôm nay mình đâu có đến cái ngày hôm nay đâu. Hôm nay là bị cực rồi, cả Mỹ lẫn Việt, Á Châu, Âu Châu, Trung Đông, Ấn Độ, chỗ nào cũng điên đảo hết. Nếu mà cái thế giới này không có đi đến ngày tận thế như hôm nay, tôi cũng chẳng có ngồi đây. Vui vui thì bay qua cõi Phật A Di Đà, học Phật A Di Đà, rồi đi với tổ, rồi đi với mấy vị Phật. Ủa thiếu chuyện làm. Tại vì cái nhiệm vụ xuống trái đất này, ngay cái thời điểm này, là phải lập cái đạo, rồi phải nói lên những cái gì sự thật trong cái thế giới vô hình, để cho nhân loại biết. Nhưng mà khi mình nói thế giới vô hình để cho họ biết, để họ quay đầu, để họ thức tỉnh, thì càng nói họ càng nói mình ảo, mình khùng. Cái hụ đã từng nói nhiều lúc 8 tỷ người đang ảo, cả bao nhiêu đảng viên đang khùng á. Họ đang sống trong cái sự khùng điên mà họ không biết. Họ đang khổ tâm, họ đang sống một cách rất là không có đúng một con người.